Xin được chào đón quý vị đến với chương trình Giải Mã, được phát sóng định kỳ hàng tuần trên Đài Tiếng Nói Việt Nam và nền tảng mạng xã hội của các cấp bộ đoàn. Chương trình gồm các nội dung chính, cẩm năng đoàn hội, chia sẻ quan niệm và cửa sổ tình yêu. Hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được giải đáp qua số máy 0243 826 2625. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại trên cả nước, số lượng các bạn trẻ tham gia hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật khá đông đảo. Bên cạnh những nghệ sĩ trực thuộc các đơn vị công lập, còn có rất nhiều bạn trẻ tham gia hoạt động nghệ thuật tự do, không trực thuộc tổ chức, đơn vị nghệ thuật nào. Vì vậy, nhiều nghệ sĩ trẻ đã gặp khó khăn trong việc kết nối, tìm kiếm cơ hội đồng hành cùng với tổ chức đoàn, tham gia các hoạt động xã hội vì cộng đồng. Và đây cũng là câu hỏi mà diễn viên Thanh Sơn và rất nhiều văn nghệ sĩ trẻ khác đã gửi đến cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Và dưới đây là chia sẻ của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn về vấn đề này. Kính thưa Ban Bí thư Trung ương Đoàn, bản thân em là một người diễn viên, là một người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Em có những trăn trở rất lớn về những khó khăn mà đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ hiện nay đang gặp phải. Hiện nay thì thưa các anh chị, là số lượng những bạn trẻ tham gia vào hoạt động lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là rất đông đảo và rất đa dạng. Bên cạnh những nghệ sĩ có cơ hội được tham gia vào những đơn vị hoạt động nghệ thuật chính thống, ví dụ như là em đang hoạt động tại Nhà hát Tuổi Trẻ, thì vẫn còn rất nhiều những bạn trẻ đang phải hoạt động tự do, không ở một đơn vị nghệ thuật nào cả. Và các bạn đang gặp phải những loay hoay, những khó khăn trong việc kết nối cơ hội và tìm kiếm cơ hội, tìm kiếm việc làm. Vì thế mà em hy vọng rằng trong thời gian sắp tới đây, Ban Bí thư Trung ương Đoàn có thể nghiên cứu và tổ chức ra thêm nhiều sân chơi, những sân chơi uy tín, những sân chơi có đầy đủ chuyên môn để những bạn nghệ sĩ trẻ có cơ hội được tham gia. Và qua những môi trường như vậy là những cơ hội để các bạn có thể trau dồi thêm về nghề nghiệp của mình. Vì với bản thân em thì giống như những nghề nghiệp khác thôi, thì nghề nghiệp của một văn nghệ sĩ thì luôn cần những môi trường như vậy để có thể chúng ta có thể trau dồi về kỹ năng, về kinh nghiệm, và còn hơn nữa là trau dồi về cả tâm hồn nữa, với đặc thù là một người văn nghệ sĩ. Vâng, em xin chân thành cảm ơn ạ. Trước hết thì xin cảm ơn Thanh Sơn. Chúng ta biết rằng là các nghệ sĩ trẻ đấy, nói chung ấy, thì có cái sự ảnh hưởng rất là lớn đối với giới trẻ trong xã hội. Và vì thế việc các bạn nghệ sĩ trẻ đồng hành với cán bộ đoàn, với công tác đoàn để thực hiện một cái chức năng đó là tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, định hướng giáo dục đoàn viên thanh niên là việc rất là cần thiết. Và chính vì vậy trong thời gian vừa qua, các cấp bộ đoàn đã làm khá tốt cái việc này. Và trên thực tế có rất nhiều bạn nghệ sĩ trẻ đã rất nhiệt tình tham gia cùng với tổ chức đoàn trong việc thực hiện các cái nhiệm vụ quan trọng trong tuyên truyền trong nhiều lĩnh vực đấy. Thế thì chúng tôi đánh giá rất là cao sự đóng góp của các bạn văn nghệ sĩ trẻ trong thời gian vừa qua cùng với tổ chức đoàn đã thực hiện rất là nhiều việc để định hướng những giá trị tốt đẹp cho thanh thiếu nhi. Hiện nay để phát huy đội ngũ văn nghệ sĩ trẻ thì ở Trung ương Đoàn đã thành lập một cái câu lạc bộ gọi là câu lạc bộ nghệ sĩ trẻ. Câu lạc bộ này hiện nay do anh Xuân Bắc làm chủ nhiệm câu lạc bộ và ca sĩ Tùng Dương làm phó chủ nhiệm. Chúng tôi cũng đang làm các cái thủ tục có liên quan để trình các cơ quan chức năng thành lập cái hội nghệ sĩ trẻ. Kỳ vọng rằng là khi chúng ta có một cái hội chính thức như vậy ấy, thì nó sẽ là một cái môi trường rất tốt để tập hợp các bạn lại, trong đó có các bạn nghệ sĩ trẻ đang công tác, đang làm việc ở cái môi trường tự do. Hôm nay rất là cảm ơn Thu Trang và Thanh Sơn đã tới đây dự cái diễn đàn này, nhưng cả hai bạn thì lại đang công tác trong một đơn vị sự nghiệp công lập. Đấy. Thế đúng là cảm ơn Sơn đã có chia sẻ với những đồng nghiệp của mình đang công tác tại cái lĩnh vực ở bên ngoài. Và chúng tôi đang có cái định hướng như vậy, đang tham mưu thành lập một cái hội nghệ sĩ trẻ. Hy vọng đây sẽ là một cái môi trường để các bạn có thể tham gia phát huy tốt hơn những cái công việc đối với xã hội, lan tỏa đối với xã hội. Các bạn vừa nghe những giải đáp của đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về chủ đề tạo môi trường để văn nghệ sĩ trẻ đồng hành với tổ chức đoàn. Hãy tiếp tục gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua hotline 0243 826 2625. Thưa quý vị và các bạn, với sự cởi mở và hiện đại ngày nay, giới trẻ dần có nhiều xu hướng muốn sống thử, cùng nhau trải nghiệm cuộc sống vợ chồng trước khi đưa ra quyết định kết hôn. Tuy nhiên, vấn đề này hiện vẫn chưa thực sự được chấp nhận tại nước ta,
đặc biệt là các gia đình có truyền thống lâu đời. Chính vì thế, nhiều người vẫn còn đang tranh cãi về vấn đề có nên sống thử trước hôn nhân. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm, những chia sẻ của nghệ sĩ, diễn viên Du Ca và diễn viên Hàn Trang về nội dung này. Với Ca ấy thì quan niệm sống thử ấy là một quan niệm có thể nói là nửa xấu và nửa tốt. Xấu ở cái gì? Xấu ở chính cái quan niệm của tất cả mọi người với cái gọi là văn hóa của đất nước chúng ta. Nhưng đối với bản thân Ca thì Ca cảm thấy đấy là lại một cái tốt. Tốt là vì sao? Bởi vì bản thân Ca cũng đã trải nghiệm qua vấn đề sống thử rồi. Thì trước đấy Ca có thể có sống thử với vợ vài tháng, độ 5-6 tháng gì đấy. Thì sau một cái khoảng thời gian đấy, hai vợ chồng mới cảm thấy là hòa hợp được và chúng ta đến với nhau được. Nên là mới quyết định cưới nhau. Dĩ nhiên là cái sống thử là một cụm từ nó không hề xấu. Với Ca thì nó là chỉ có những người làm xấu nó đi thôi. Sống thử không hề xấu một tí nào. Nó lại là một cái làm cho chúng ta biết nhường nhịn nhau hơn này, biết nhìn nhau hơn mà sống, biết làm thế nào để có thể lùi một bước để cho vợ mình tốt hơn, vợ mình tiến lên, rồi lần sau thì mình lại tiến một bước thì chắc chắn vợ mình cũng sẽ lùi lại. Nó giống như từng cái trang sách vậy. Trang đầu tiên, phụ lục, mở ra thì trang tiếp theo lại là chúng ta mở tiếp một cái nội dung mới. Rồi chúng ta lại mở trang tiếp theo, lại mở một nội dung mới nữa. Như và chốt cuối cùng, Ca sẽ chọn điều đấy là tốt. Sống thử mình sẽ phải chia ra làm theo quan điểm cũng như là cách nhìn nhận của hai thế hệ đi. Thứ nhất đó chính là thế hệ các bạn trẻ. Và thứ hai đó chính là thế hệ mà phụ huynh, tức là những người như là bố mẹ mình này hay là ông bà mình. Thì thật sự là em thấy cái từ sống thử này nó là một cái từ nó rất rất là nhạy cảm luôn. Không chỉ là đơn giản là với các bạn trẻ hay là với các bậc phụ huynh đâu. Tại vì nhiều bạn trẻ bây giờ có thể là chúng mình đang sống trong một xã hội rất là hiện đại và chúng mình nghĩ là cái việc là sống với nhau thì nó sống thử trước khi mà chúng mình kết hôn ấy thì nó là một việc rất là bình thường. Nhưng mà theo quan điểm của các bậc phụ huynh hay là ông bà chúng mình thì là chưa kết hôn thì không được phép sống thử với nhau. Em nghĩ là cái việc sống thử nó cũng sẽ có hai mặt, nó giống như kiểu là con dao hai lưỡi. Nếu như mà chúng mình không sống thử với nhau thì chúng mình sẽ không biết hết được hoàn toàn về nhau. Tại vì khi mà hai bạn ý có một cuộc sống thử gần giống như là vợ chồng trước khi cưới ý, thì chúng mình sẽ biết được hết toàn bộ về nhau mà nó không có một cái gì có thể giấu giếm được cả. Từ những thói hư tật xấu này hay là những ưu điểm và những khuyết điểm của người kia. Nên là khi mà sau khi mà những bạn nào mà đã sống thử rồi thì các bạn có thể sau này khi mà tiến đến một cuộc sống hôn nhân gia đình thì có thể là các bạn ấy đã biết được rõ về nhau rồi, biết được nhau có những ưu điểm và những khuyết điểm gì thì cả hai đối phương có thể là khắc phục vì nhau. Hoặc là nếu như mà trong trường hợp mà các bạn ấy không sống thử mà chỉ đơn giản là có quan hệ là yêu đương này, tìm hiểu nhau và không biết rõ hẳn về nhau thì đôi khi mà chúng mình cưới nhau về rồi, lúc đó chúng mình sống với nhau thì vô tình những cái khuyết điểm của bản thân, của đối phương mới lộ ra thì lúc đấy có thể là bản thân mình sẽ cảm thấy là đối phương không thật sự quá tốt như mình nghĩ và có thể có nhiều bạn sẽ cảm thấy là mình không chấp nhận được những cái khuyết điểm đấy từ đối phương. Nên là em cảm thấy việc sống thử nó vừa tốt mà nó vừa xấu. Nhưng mà em nghĩ là tốt hay xấu là do bản thân mình. Kinh nghiệm của bản thân Ca thì thường là phải trau dồi hơn, đọc nhiều hơn, nghe nhiều hơn, xem nhiều hơn để biết được những cái điều mà xấu nó đến với mình khi mà mình sống thử và những điều tốt nó đến với mình khi mình sống thử nó như thế nào. Khi chúng ta nhận biết được cả điều xấu lẫn điều tốt rồi, chúng ta sẽ cân bằng được vấn đề đó. Và mình nghĩ là cái việc sống thử là việc khá là tốt đấy chứ. Trước khi đấy chúng ta yêu nhau, mỗi người sống một nhà thì chúng ta chưa hiểu cách sống cá nhân của mỗi người như thế nào. Nhưng sau đó khi về sống thử, tất cả mọi thứ nó sẽ lộ ra, lộ hết ra. Sau đó thì chúng ta mới biết là chúng ta nên nhường nhịn điều này, chúng ta nên nói thẳng những vấn đề này hay là chúng ta nên giữ lại cho mình thì tùy vào mỗi người thôi. Như Ca và vợ của Ca bây giờ cũng thế, có điều gì đó cứ nói thẳng ra, hoặc là lúc nào mà cảm thấy Ca căng thẳng quá thì vợ Ca cũng sẽ lùi lại một chút. Bởi vì là Ca và vợ cũng đã có một khoảng thời gian sống thử với nhau mà, sống thử xem là chúng ta có hòa hợp hay không. Các bạn vừa nghe những chia sẻ của nghệ sĩ diễn viên Du Ca và diễn viên Hàn Trang về quan niệm sống thử tốt hay xấu. Hy vọng các bạn sẽ cùng chia sẻ quan niệm của mình về chủ đề này trong phần bình luận hoặc gọi điện qua hotline 0243
0908 26 26 25. Mời quý vị cùng tham gia chương trình Cửa sổ tình yêu. Các chuyên gia tâm lý và y tế của chúng tôi sẽ trò chuyện trực tiếp với quý vị. Hãy gọi tới số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần để được thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí. Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả trong chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay. Quý vị khán thính giả thân mến, chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng ta ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, bác sĩ Hoàng Thúy Hải và Thành Văn người dẫn chương trình. Và hy vọng là trong chương trình này, tất cả những cái băn khoăn, thắc mắc của quý thính giả gọi đến trong ngày hôm nay sẽ được các chuyên gia của chúng ta chia sẻ nhiệt tình và sẽ thỏa mãn được những cái yêu cầu của quý vị khán thính giả. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng một cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thanh Hóa. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến Cửa sổ tình yêu từ Thanh Hóa. Chồng em thì đi xuất khẩu lao động ở bên Nhật Bản ạ. Rồi. Có một mình em ở nhà thì anh nhà em đi được 3 năm rồi. Rồi. Em ở nhà thì em cũng làm lao động tự do thôi. Em có nuôi 2 cháu. Rồi. Mà cái đợt gần đây thì nói chung là chồng em thì tính hơi ra trưởng ấy ạ. Nên là ví dụ như chuyện to chuyện nhỏ gì mà chỉ cần vợ chồng mà mâu thuẫn thôi là anh ấy chửi em thậm tệ. Rồi, rồi cứ nói là bỏ như thế nọ thế kia đấy. Thì em cũng cảm thấy rất là chán. Xong rồi đấy thì em có một anh ấy ạ. Thì anh cũng có gia đình. Thì anh làm bên xây dựng, anh cũng có quan tâm, động viên chia sẻ. Thì em cũng có chót, có tình cảm ấy ạ. Có nghĩa là cũng đi chơi với anh một đôi lần. Và bây giờ em cảm thấy là cái việc làm của mình nó rất là có lỗi, nhưng mà em không dừng lại được. Thì em muốn chuyên gia cho em một lời khuyên em nên làm như thế nào ạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ. Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Em 38 ạ. Thế à? Anh ấy đi được mấy năm rồi? Được 3 năm ạ. Tức là 3 năm nay không gặp nhau. Thế tại sao bạn ấy nói anh ấy rất ra trưởng và anh suốt ngày kêu chửi mắng rồi là kêu đòi bỏ? Ví dụ như gọi điện về ấy ạ. Bọn em chỉ gọi điện qua Facebook ấy ạ. Qua Facebook và Zalo ấy ạ. Mỗi lần gọi điện về là... Mỗi lần mà gọi điện cho em, ví dụ như mỗi lần gọi điện cho em không được là anh cũng sinh sự ạ. Anh cũng chửi bới. Ví dụ như có thể em bận làm em không nghe máy, hoặc là em hoặc là nhiều hôm em bận quá em không gọi cho anh, thì anh bảo em là không quan tâm đến anh ấy, hay là ở nhà có ai, hay là thế này thế kia, hoặc là anh gọi cho em không được thì anh cũng chửi bới á. Thì là nghi ngờ của anh ấy là đúng luôn, gì nữa, ở nhà có ai thật còn gì. Không, nhưng mà cái thời điểm đấy là không có ai. Thế là cái có ai kia là được mấy năm rồi? Dạ không ạ, em mới 2 tháng này thôi ạ. 2 tháng cũng đã đi xa rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng ăn nằm với nhau rồi đúng không? Anh ấy thì là người ở đâu? Cũng ở Thanh Hóa. Cũng ở Thanh Hóa, ở gần nhau không? Cũng cách mấy cây thôi ạ. Thế à, anh ấy có vợ con chưa? Đã có rồi ạ. Thế mỗi lần gặp nhau thì là gặp nhau ở chỗ nào vậy? Em đi uống nước thôi ạ. Và anh cũng nói với em là anh rất là có tình cảm với em, nhưng mà vì là hai người đều đã có gia đình rồi và không muốn anh mất gia đình của mình ạ. Rồi, tóm lại là chả ai muốn mất gia đình của mình, nhưng mà cũng không muốn mất nhau đúng không? Thì 2 tháng vừa rồi là gặp nhau tổng cộng bao nhiêu lần rồi? Dạ, 2 lần ạ. 2 lần, thế là ngủ với nhau rồi đúng không? Vâng. Bây giờ bạn muốn dừng lại đúng không? Bởi vì lúc nãy bạn có chia sẻ là cảm thấy là áy náy đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Rồi, chào em. Dạ vâng ạ. Em chào anh Đinh Đoàn. Ông xã đi ở bên Nhật ấy có gửi tiền về nuôi con không, hay là để một mình lao động tự do, còn ông ấy thì kiếm được tiền ông ấy giữ tiền? Ví dụ như là 1 tháng thì anh chỉ gửi về cho em 2 đứa trẻ con là 3 triệu ạ. Còn em thì sinh hoạt các thứ là em tự túc. Tự góp tiền để nuôi con thôi đúng không? Nhà hiện nay là nhà của bố mẹ chồng hay là vợ chồng trước ở nhà làm nên, hay mình đang phải ở thuê hay như thế nào? Nhà của bố mẹ chồng ạ. Ồ, thế à? Thế xong ba mẹ con ở với nhau có ông bà nội ngoại gì ở cùng không? Dạ có mẹ chồng ở cùng ạ. Ồ, thế hả? Tức là có bà nội, tức là mẹ chồng ở cùng đúng không? Vâng ạ. Thế bố chồng đâu rồi? Bố chồng em cũng đi làm xa, không có nhà. Ồ, thế à? Ở nhà là hai người phụ nữ ở nhà nuôi con, nuôi cháu, còn hai ông chồng
ông nội với lại bố nó đi kiếm ăn xa đúng không? Không ạ, bố chồng em thì đi làm một tuần về một hai lần ấy ạ. Bố em đi công trình ấy ạ, thì một tuần bố em về nhà một hai lần. Rồi, tức là chứng tỏ cũng còn không khỏe. Ở nhà thường xuyên ạ. Chắc là ông cũng còn trẻ còn khỏe, ông 60 cùng thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Hai đứa nhỏ bao tuổi rồi, bé nhất là bao nhiêu? Bé nhất nhà em năm nay học lớp 3 ạ. Ôi thế cũng rắn giỏi cả rồi đúng không? Em bảo em làm tự do tức là mình làm gì, ai thuê gì làm đó hay là em bán hàng ạ, em bán hàng ạ. Bán online hay là nhà mình có shop? Không ạ, em bán hàng sữa. Mình đi bán thuê đấy anh. À rồi. Dạ vâng. Thế cũng được đúng không? Thu nhập cũng có tầm tầm không? Dạ thu nhập cũng một tháng cũng được 7 triệu anh ạ. Ôi đấy, chồng gửi có 3 triệu mình nhá, một nách nuôi hai con, nuôi thêm một mẹ chồng mà vẫn kiếm được 7 không triệu. Không, mẹ chồng em có lương em không phải à, không, nuôi ạ. Tức là chăm lo chứ không phải nuôi không. À, dạ vâng. Mình cũng có 7 triệu thôi, thế cũng là đảm đang, cũng là giỏi giang. Thật ra thế này này. Dạ. Đúng là vì cái hoàn cảnh là vấn đề lo về kinh tế, chứ còn cả hai vợ chồng em cùng đều rất khổ. Một người đàn ông như chồng em bỏ vợ bỏ con ở nhà đi làm ăn xứ người, nói cứ mang tiếng là Nhật nhưng vẫn là đi làm thuê em ạ, à, đúng không? Dạ, vâng, chẳng phải dạ, ông vâng. Hoàng bà chúa ông bấp bênh lắm anh ạ. Bấp bênh rồi, nói chứ ai chẳng muốn đi làm về để khuya tối có bát cơm nóng canh ngọt, rồi ăn xong thì chơi với con, rồi bố con đấm nhau hình huỵch nhé, nó vui. Thứ bảy chủ nhật thì đi đây đi đó, ngồi mà cái quần đùi dạng chân ra một cái có người bê cho ăn, bạn bè đến nhậu chén chú chén anh nó cũng vui. Thật ra anh biết là cuộc sống của những người mà đi lao động ở nước ngoài không có dễ dàng một chút nào. Ngoài cái chuyện người ta mất tiền mua mâm, người ta đâm cho thủng. Không phải là người ta cứ làm ất ơ mà người ta cho tháng 30-40 triệu đâu. Dạ vâng. Thì ông ấy cũng là cái người cũng tương đối vất vả. Còn em thì đúng rồi, chồng ở xa, không có ai chia sẻ. Giá mà biết ý biết tứ, tối nào cũng gọi điện Zalo, Facebook hay là với cho con rồi. Ý éo được cắm cái màn hình to lên, cả nhà cũng nhìn thấy nhau. Tất nhiên đó một tuần được lần, chứ chẳng lẽ cái ngày nào thế cũng chán. Thành ra thì đấy, cả đôi bên nó cũng đói khát. Về phía anh ấy thì anh không dám kết luận điều gì, rằng anh ấy thủy chung, anh ngồi đây anh giữ, hay anh ấy cũng cái gì đấy thì không ai dám nói. Nhưng mà như trường hợp của mình đúng là đói quá, đói thì ăn vụng túng làm liều. Cái việc mà đưa chân đến để mà gặp một anh bạn kia, anh tin rằng em không phải là người hư hỏng. Nếu mình hư thì mình hư lâu rồi, mà hai nữa là sau hai cái lần mình có đi uống nước, uống non, mình có sa đà một chút, thì bây giờ mình ngồi mình ân hận, mình áy náy, điều đó chứng tỏ rằng thâm sâu trong lòng mình là người tử tế. Chứ với người phụ nữ mà không tử tế thì sẽ trượt đà nữa cơ. Cho nên là thôi, chuyện cũ đã xong. Bây giờ thì làm sao? Anh kia anh cũng không ép mình là tiến lên đúng không? Anh có nghĩa là anh bảo là anh nói với em là vợ, ý là vợ chồng anh cũng nói chung là em cũng hiểu là trong cuộc sống vợ chồng thì cũng có lúc nọ lúc kia. Rồi. Thì anh có chia sẻ với em là vợ chồng anh cũng không được tình cảm lắm ấy, nên là nhiều lúc anh cũng mệt mỏi, về công việc cũng mệt mỏi, thì anh cũng muốn chia sẻ, cũng có một người để chia sẻ tâm sự, chia sẻ để rồi biết rồi ai đấy. Cũng thế thôi, chỉ muốn chia sẻ thêm chứ không muốn. Vâng. Túm lại thì bây giờ anh ấy nói là chúng ta thưa bớt ra, hay là chúng ta dừng hẳn, hay là chúng ta làm sao về phía không anh ạ, ấy? Về phía anh ấy thì những lúc mà anh ấy bận ấy thì không nhắn tin liên lạc gì cả. Thì bình thường thì bọn em cũng có chuyện gì đấy thì cũng tâm sự để chia sẻ nói chuyện với nhau. Và anh cũng bảo với em là bây giờ con cái anh cũng lớn rồi. Con anh, con đầu là cũng sắp đại học rồi. Vâng ạ. Con thứ hai thì học lớp 10 rồi. Nên là anh bảo là cũng không muốn là đánh mất gia đình. Mà em thì em cũng không muốn đánh mất gia đình em, bởi vì là dù sao thì cho dù chồng có như thế nào thì em cũng đã lấy chồng 7-8 năm nay rồi, thì em cũng không có suy nghĩ gì chồng đến nữa. Chồng chả thế nào cả, chồng cũng vất vả đang đi làm để lo cho gia đình, vì vợ vì con. Nên là em cảm thấy nhiều lúc em cảm thấy có lỗi lắm ạ. Mà bây giờ em không biết là nhiều lúc em đã dặn lòng rằng là anh ấy nhắn tin em sẽ không nhắn lại nữa, anh ấy hẹn gặp em không gọi hẹn gặp nữa, nhưng mà không, có nghĩa là lúc anh không nhắn thì em nghĩ được như thế, nhưng tới lúc anh ấy nhắn lại bấn loạn lên, lại thấy lòng vui khấp khởi, lại ước là gặp nọ gặp kia đúng không? Bây giờ mình phải biết rồi, tiến lên thì không tiến được. Và mối quan hệ của mình với anh có chăng thì lâu lâu nhớ nhau lại đến rủ nhau đi uống nước, rồi trên uống nước một tí thế thôi, chứ còn thì làm cái gì thì không làm rồi. Anh cũng cảnh báo cho mình là con anh lớn rồi, đừng có nhắn tin nhắn tiếp, đừng có lèo nhèo để mà rồi chẳng may tin nhắn nó lọt vào vợ hay là rơi vào con đúng không? Tóm lại anh cũng nói thẳng vấn đề là nhiều lúc căng thẳng lâu lâu đi giải tỏa một tí. Mình hiểu cái ý đồ của anh ấy rồi. Mình là phụ nữ
chuyện mà nó xảy ra giữa đàn ông với phụ nữ có gia đình mà có quan hệ với nhau, nếu chuyện nó vỡ lở thì tất nhiên là tại anh, tại ả, tại cả đôi bên, nhưng phụ nữ thường bị trách nhiều hơn. Bên kia vợ anh có thể tha thứ cho anh rằng ông đi làm công trình, ông áp lực, rồi lại vớ phải một con này nó lại đi, có chồng nó đi xa cho nên chắc nó thèm lắm. Thế thành ra bao nhiêu tội lỗi là nó dồn vào mình là cái người mà đi phá vỡ của nhà người ta. Thành ra là mình phải hết sức là, mặc dù kiềm chế sẽ vất vả, nhưng phải dừng lại. Lúc ông ấy nhắn tin thì thôi đừng có nhắn tin nữa. Hai nữa là mình phải cải thiện cuộc sống của mình cho nó đỡ nhàm chán. Ngoài cái chuyện bán hàng sữa ra, buổi tối dành cho con năm nay xem nó có học thêm học nếm gì không, thế rồi em lên trên mạng theo đăng ký học những cái lớp mà kỹ năng sống, kỹ năng làm giàu, kỹ năng làm kênh YouTube, rồi nhiều các loại kỹ năng mình để nâng cấp bản thân, rồi thậm chí là còn nghe những thầy sư thầy pháp gì đấy. Tất nhiên là đừng nghe linh tinh, nghe những cái gì mình thấy nó có tính chất tích cực để mình nâng cấp bản thân, hơn nữa là lấp đầy những cái chỗ trống. Còn cứ ngồi đấy mà ôi giời, ông ấy nhắn tin thì bây giờ mà được gặp ông một tí thì tỉnh người ra, rồi đôi khi là nó cái suy nghĩ ấy nó dẫn dắt mình lại bước dấn lên nhá. Ở đây người ta gọi là kìm nén cảm xúc đấy, nhưng mà kìm nén không có nghĩa là ấn đầu nó cho nó xuống, mà đẩy nó sang một cái sự quan tâm khác. Buổi tối là cứ cắm điện thoại vào, cắm tai nghe chat GPT bố nó một hồi, sau đấy chuyển sang nghe ai đó người ta giảng dạy cái gì đó, thế rồi còn lại thì kèm cặp con học tập để nó lấp đầy khoảng trống. Hai nữa là cũng trao đổi với chồng, em nhiều lúc em cũng buồn, em cũng cô đơn lắm bố ơi, bố xem là bố làm nốt năm nay đi, hết nhiệm kỳ chưa, hết hợp đồng chưa về đi chứ. Em thấy em có nên nói với anh nhà em không ạ? Ông bảo sao? Em có nên nói chuyện, kể chuyện đấy không ạ? Không kể chuyện là mình đi ngủ với ai. Chuyện này sống để giả chết mang theo. Mình có ân hận thì mình bù đắp bằng cái việc mình sống cho tử tế để chuộc lỗi. Chứ còn bây giờ anh ơi, em thấy em áy náy quá, trong lúc anh đi làm nước ngoài, em ở nhà em làm cái nọ kia thì chắc chắn là sẽ tan luôn nhá. Dạ vâng ạ. Xin chào bạn, cảm ơn nhà chuyên gia Tâm Lập Đinh Đoàn. Quả thực nghe cái câu chuyện này của một cô gái 38 tuổi ở Thanh Hóa thì sẽ có nhiều ông chồng đi làm ăn xa buồn, đúng không ạ? Buồn quá nếu mà cứ đi làm ăn xa, dành có nhiều người dành cả chục năm, tức là cả tuổi thanh xuân để đi kiếm tiền, cuối cùng về đến nhà thì là tan nát cả gia đình. Thực ra thì tôi nghĩ là ở đây cái trong câu chuyện của bạn này á, thì ông chồng cũng không phải là người toàn tâm toàn ý hình như thế anh Đoàn ạ. Tất nhiên mình không biết là anh ấy thu nhập được bao nhiêu, nhưng mỗi tháng anh chỉ gửi cứng về có 3 triệu thôi. Thế còn cái phần mà anh đi làm ấy thì mình cũng không biết là nó như thế nào. Ở đây tôi chỉ muốn là nếu được thì cái sự quan tâm của chị vợ với anh chồng này nó ở mức độ cao hơn nữa. Họ cần phải tin cậy nhau hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn, đúng không ạ? Và nếu thực sự là chỉ như thế thì mình có thể có nhiều những cái để mình những cái giải pháp để mình có thể tháo gỡ được. Dạ vâng. Ở đây vâng, chứ còn đúng là như thế này thì quả thật là nhiều người, rất nhiều gia đình mà có chồng hoặc là vợ đi lao động ở nước ngoài, còn lại cái người ở nhà mà như thế này thì thật sự là rất là buồn và lo nữa. Dạ không vâng. Hiểu là, và bây giờ thì mình cũng biết là cái việc xuất khẩu lao động nó cũng là một cái chỉ tiêu rất là lớn. Vâng. Và là một cái việc quan hệ không phải chỉ đi Nhật mà còn đi rất nhiều các cái nước khác nữa, chứ tức là có rất nhiều gia đình sẽ có một trong hai người. Vâng. Đi lao động ở nước ngoài, nếu như chúng ta không đủ sự tin cậy, chúng ta không thể giữ được nhau thì hạnh phúc gia đình là một cái vấn đề sẽ rất nhiều mối đe dọa. Dạ vâng. Dạ vâng. Thật ra thì tôi nghĩ rằng là mình cũng không đổ tiếng ác cho cái việc mà xuất khẩu lao động. Nói chứ cái một cái bà vợ ở Nam Định của ông chồng thì làm trong Bình Dương 6 tháng về một lần. Đấy. Hoặc là từ Bình Dương cho đến Gia Lai như ban nãy thôi là cũng đã có vấn đề. Thứ nhất là nó là việc của mỗi cá nhân. Vâng. Mỗi người có ý thức thôi. Chứ còn thì chẳng phải là nó quá xa. Tuy nhiên thì thế này, xuất khẩu lao động nó có thiệt thòi là nếu như mà ở Gia Lai mà nhớ vợ thì thôi thì bắt xe khách 2 tiếng là về đến nhà. Vâng. Thôi thì vợ chồng cũng díu dít với nhau được vài bữa nó cũng giải tỏa. Còn ở đây thì bắt buộc người ta kìm nén nó quá lâu. Tuổi đang 30 mấy tuổi mà để chồng đi 4 năm
rồi là xa vợ 4 năm, tôi cũng tin rằng là chắc là cũng không dám vơ đũa cả nắm, rất nhiều người xa chân lỡ bước đấy. Có điều rằng có để ý hay không thôi. Cho nên là một, nếu đã chấp nhận cho vợ chồng đi làm ăn xa, không chỉ là nước ngoài, đi làm ăn xa, thì một là phải tin nhau. Thứ hai là ôi thôi thì bàn bạc với nhau, mắt nhắm mắt mở một chút, chấp nhận đánh đổi. Vì tiền thì bây giờ mình lại còn làm gì có ông chồng nào mà đi làm kiếm ăn, tiền về cho vợ, kiếm tiền xong thế rồi xong lại vẫn còn phải đoan trang, phải khó lắm. Cho nên đừng bắt người khác thử thách quá lớn. Cái câu mà đói ăn vụng túng làm liều là nó đúng trong rất nhiều trường hợp. Nhiều người rất đoan trang đấy chứ. Thế nhưng mà rồi nó đói quá rồi liều, xong ăn vụng hai bữa, bắt đầu bây giờ ngồi ân hận trong muốn đang muốn kể cho chồng nghe đây này. Đó. Thế cho nên là tôi vẫn cứ nói rằng là trong cuộc sống của chúng ta đôi khi cứ phải cân nhắc. Dạ vâng. Chúng ta đừng có ngồi nhẩm rằng thôi bố nó đi làm mỗi tháng được 20 triệu, vậy một năm sẽ có 240 triệu tiết kiệm rồi, 4 năm sẽ có 1 tỷ về xây cái nhà to đùng, mua cái ô tô để đi cho sướng. Dạ vâng. Nhưng nhiều người thì đi đến nửa chặng đường nhà chưa mua được thì tan gia đình mất rồi. Dạ vâng. Cho nên là cân nhắc cái việc là vợ chồng ở gần nhau, cân nhắc cái việc là đi xa, mặt được mặt mất. Thế còn nếu đã đặt cái lợi ích vật chất lên hàng đầu thì phải mắt nhắm mắt mở thôi, đừng có kỹ quá. Và anh Đinh Đoàn cũng có vừa chia sẻ là cái chuyện mà muốn thú nhận với chồng, thực ra thì cô ta muốn đẩy cái thoát khỏi đầu cô ta cái chuyện này sang một người khác, đúng không? Rất cô ta muốn thanh thản. Nhiều người cứ nói rằng là nhưng mà em không thể giữ được cái bí mật thì em chỉ muốn chia sẻ cho chồng em để em nhẹ lòng. Thế thì tôi vẫn cứ đọc một câu vui này này, cái sự ấm ức ấy không tự nhiên sinh ra, không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Em là người có lỗi mà em còn không gánh nổi nó. Đúng rồi. Em lại định là đẩy lên cho người khác. Em đã làm tổn thương anh một lần khi mình không chung thủy, bây giờ lại còn giết chết nốt anh bằng cách là cho anh biết một sự thật. Thì đây gọi là quá dã man tàn bạo, mà chỉ để gì ạ? Nói ra cho mình nhẹ lòng. Nhưng mà không biết rằng chính cái nhẹ ấy ném lên cho người khác phải gánh đỡ. Không phải lúc nào có sự thật thà cũng đấy cũng sự cũng là đáng sự ích kỷ, khích. Đúng không? Rất là cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thế Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 02438262625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi từ Hải Dương. Con gái em thì nó sinh năm 2012, năm nay hè tới này mới lên lớp 6 mà cháu nó vẫn bé mà em lo, tức là nó đã dậy thì hơi sớm. Từ bé giờ thì cháu lo ăn cơm thì không ăn rau, được ăn khô thôi. Mà không ăn rau chứ gì cả, mà các bạn cùng trang lứa thì không, em chả biết, em nghĩ là chưa đến tuổi dậy thì chứ sao con em ý là chất ăn dinh dưỡng hay thế nào mà nó để khắc phục hay gì, có lo lắng gì không? Rồi, bạn là có mấy cái bé? Dạ, em thì có hai cháu, thì cháu lớn này là cháu trai sinh năm 2010, cháu gái là sinh năm 2012. À, 2010, thế là thằng anh kia là cũng 13, 14 tuổi rồi đúng không? Mà vâng còn ạ. Thằng anh chắc là cũng 1, 2 tuổi nữa là cũng bước vào tuổi dậy thì đấy, nhỉ? Yeah. Đây vâng là cô em, 2012, tức là 11 tuổi, và hết hè là học lớp 6 à, hay lớp 7? Qua hè này mới đến lớp 6. Đang học qua hè phải lớp 6, thế là vâng, bố thấy con nó dậy thì rồi đúng không? Biểu hiện của bố phát hiện ra dậy thì là như thế nào, cụ thể được hơn? Em thì em không ở nhà, em đi lao động nước ngoài thì em mới về phép thôi, còn rồi mẹ nó ở nhà thì mẹ nó bảo là con gái dậy thì, tức là con cháu nó có kinh. Rồi, có kinh. Thế là trông nhìn cô bé là phốt pháp chưa? Nó thì lớp nhìn dáng thì so với đồng trang lứa thì nó thuộc rằng đứa không cao, đứa chỉ vừa vừa, thậm chí còn thấp, nhưng nó lại không có béo thì nó rất chắc đứa, nhưng mà cân thì nó lại nặng hơn các bạn trang lứa, các bạn cũng không phải thuộc là nặng lắm, nhưng đại khái là chân tay nó to là chứ nó không bé như mấy cái bạn trang lứa, nó nhìn nó cũng thấp đứa thôi. Rồi. Không, không, và nhưng mà cũng hơi mập mập đúng không? Vâng, mà chắc đứa. Thực ra thì nhiều trường học ở thành phố, nhất là ở những cái lớp cuối tiểu học, thì cô giáo chủ nhiệm của các con
cũng đã trang bị cho các bạn nữ những cái kinh nghiệm và các cái ứng phó khi các con có cái biểu hiện đó xảy ra. Bởi vì nhiều trẻ em ở thành phố thì cái chuyện ý nó xảy ra từ năm lớp 5. Và trong các cái tủ đồ, tôi được biết là trong các cái tủ đồ của nhiều trường ở lớp ấy là có cả cái chuyện có băng vệ sinh ở trong đó để các con có thể chủ động trong việc đó. Và cô giáo sẽ là người hướng dẫn con cái vệ sinh cơ thể khi mà đến những ngày đó như thế nào. Và bây giờ thì để anh khỏi lo lắng hơn thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ chia sẻ tiếp nhé. Dạ vâng. Tôi chào bạn. Dạ, chào bác sĩ ạ. Tôi có nghe câu chuyện của con gái rồi. Thứ nhất là đầu tiên là bố hoàn toàn có thể yên tâm nhé. Trẻ con bây giờ ấy, nó dậy thì sớm hơn so với cả thế hệ của bố trước đây. Trước đây có thể là 15, 16, thậm chí có những bạn 17 mới có thể dậy thì. Thế nhưng mà bây giờ thì nó dậy thì sớm hơn rồi. Có những bé thậm chí khi 8 tuổi nó đã dậy thì rồi. Thế còn trường hợp như con nhà mình ý, tức là cháu học lớp 5 mà cháu 10 tuổi dậy thì mình hoàn toàn có thể yên tâm. Nó không, mình đấy không phải là cái gì bất thường. Cho nên là bố yên tâm. Chỉ có điều là con dậy thì rồi thì bố không có nhà, bố đi xa, cho nên là mẹ phải quan tâm đến con hơn. Mẹ phải chăm, tức là mình làm thế nào đấy để mẹ có thể gọi là làm bạn với con ấy, hướng dẫn cho nó tất cả những vấn đề liên quan tới sức khỏe, liên quan tới giới tính, liên quan tới giáo dục mọi thứ cho con, kể cả kỹ năng sống. Thứ hai nữa là có những cái chuyện rất tế nhị như là những cái chuyện về quan hệ tình dục rồi có thai vân vân là đã có thể nói với con rồi, bởi vì con đã dậy thì, cho nên là con cần được cung cấp các cái kiến thức này một cách nó chủ động. Vì thế mà mẹ phải quan tâm đến con hơn nữa, cho nên là mẹ sẽ vất vả hơn, và bố ở xa thì bố cũng thường xuyên gọi điện cho con để mà nói chuyện với nó, cũng như là cho nó không có cái khoảng cách xa cách. Vì một vài năm nữa khi mà nó học lớp 7, lớp 8 chẳng hạn, lúc đấy các mối quan hệ của con nó phức tạp hơn, hay nói cách khác là ứng xử với con nó khó hơn rất là nhiều. Vì thế mà bây giờ chuẩn bị sẵn sàng những cái bước như vậy. Thứ hai nữa là về dinh dưỡng thì bố cũng rất là lo, đúng không? Bố lo vì con ít ăn rau, rồi là ít chắc có khi cũng ít vận động nữa. Có khi bây giờ lại chủ yếu là ở trong phòng, rồi là có một cái điện thoại hay là có máy tính thì nó suốt ngày nó lại còn không muốn quan hệ với ai, nó không muốn nói chuyện với ai. Hay nói cách khác là việc mà trang bị cho con những cái kiến thức về kỹ năng sống là rất là cần thiết đối với bố mẹ bây giờ. Đấy, lôi nó vào các cái hoạt động của gia đình, kể cả những cái việc giúp đỡ mẹ như thế nào, rồi chơi với anh ra làm sao, tham gia các cái hoạt động thể lực, ví dụ cho nó tham gia các câu lạc bộ, hoặc là nó một cái bộ môn gì đấy mà nó thích chẳng hạn, để mà có thể rèn, vừa rèn về thể chất và cũng có thể đưa cho nó ra bên ngoài tốt hơn. Những cái này thì bố mẹ trao đổi với nhau để tìm ra được những cái phương án tốt nhất, và từ đó thì cả bố cả mẹ tùy theo cái điều kiện của mình sẽ đồng hành cùng với con nhá. Cũng không không phải là vấn đề gì quá lo lắng, nhưng mà cũng cần đòi hỏi sự quan tâm của bố mẹ đối với con như thế này. Rồi. Nhất là với con gái thì cái thời điểm này là cái thời điểm mà người mẹ cần quan tâm rất là lớn, mà còn cái đối với anh thì lại cậu con trai đấy. Cậu con trai 13, 14 tuổi là rất cần có người bố ở bên cạnh. Thế là bố sau khi về này là về phép hay về hẳn? Em về phép, mà thực ra ở nhà làm em xong em mấy hôm nữa em lại đi thôi. Còn ba mẹ con nó thì vẫn ngủ chung một giường, thì có ba mẹ con ở riêng mà không ở gần nhà mẹ bố mẹ chồng. Rồi, cậu con trai lớn rồi, không nên cho ở chung với cả em và mẹ nữa nhá. Làm giường nhiều nhưng mà nó rát, nó không dám ngủ một mình. Nhát thì cũng vẫn phải lớn rồi, ai con trai mười mấy tuổi rồi lại vẫn còn ngủ chung với mẹ và em gái là không nên nha. Dạ vâng. Rồi, chào bạn. Hy vọng là những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ giúp ích cho bạn ít nhiều. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp chuyện một khán giả gọi đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu từ thủ đô Hà Nội. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa Sổ Tình Yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Chào một cô gái trẻ 22 tuổi gọi đến Cửa Sổ Tình Yêu từ Hà Nội. Xin hỏi là có nên quan hệ tình dục trước hôn nhân không ạ?
Tại sao lại băn khoăn điều đó? Thì em lo lắng cái việc cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân sau này ấy ạ. Rồi, thế là năm nay 22 tuổi đúng không? Vâng ạ. Có người yêu chưa? Hiện tại là đang quen biết ạ. Đang quen biết à? Thì đã tỏ tình chưa? Anh ấy đã tỏ tình chưa? Vừa tỏ tình không, nhưng mà mới quen biết mà đã đòi hỏi chuyện đó thì em hơi lo ngại về vấn đề đấy ạ. Rồi, thế là cậu ấy bao nhiêu tuổi rồi? 26, 27 tuổi rồi nhỉ? À, 26, 27 tuổi, thế là quen nhau được bao lâu? Chắc cũng được 2-3 tháng thôi ạ. À, quen được 2-3 tháng. Tỏ tình thì chưa tỏ, nhưng mà cái chuyện mà đòi ngủ với nhau, đòi quan hệ tình dục trước hôn nhân thì đã đòi rồi đúng không? Vâng. Rồi, và băn khoăn là có nên cho hay không đúng không? Đúng rồi ạ. Rồi, anh Đinh Đoàn theo anh thì có cho hay không ạ? Rồi chào, chắc là phải gọi cháu ấy nhỉ, cháu gái 22 tuổi. Cái anh ấy mình quen ở đâu, quen ở trên mạng hay làm cùng công ty hay là hay ở gần nhà? Cháu quen trên mạng thôi ạ. Quen ở trên mạng đúng không, gặp mặt chưa? Đã gặp rồi ạ. À, gặp rồi. Tóm lại thì nhà anh ấy có xa không? Mình ở Hà Nội, anh ở, ở Hòa Bình hay ở Hạ Long hay ở trong An Giang? Ở Hưng Yên. Thấy bạn thấy. À, thế xong anh ấy phi xe từ Hưng Yên anh lên gặp mình ở trên Hà Nội đúng không? Không ạ. Quê em... là ở đấy nhưng mà hiện tại đang ở đây ạ. Anh à, nhà quê... anh ở Phương, Phương Liên à? Hưng Yên ạ. À. Hưng Yên, quê Hưng Yên nhưng mà đang làm trên Hà Nội và quen. Này, anh ấy có vợ chưa? Dạ chưa. Sao biết? Nhiều anh chàng quê có vợ rồi, có con rồi, lên Hà Nội đi làm này hôm khác, gặp các cô gái trẻ đều nói là anh chưa có gì, thế xong rồi cho anh vân vân. Bởi vì thế này, bởi vì này chưa nói gì đến tình yêu với cái bạn này được, quen nhau ở trên mạng chắc cũng uống nước uống non, gặp gỡ nhau vài lần, chưa có bất cứ điều gì để mình tin rằng đây là một người người yêu của mình đúng không? Vâng ạ. Chẳng biết là có vợ chưa, thế rồi làm ăn linh tinh thế nào, rồi chẳng có qua lại nhà mình chơi bao giờ, giới thiệu với bố mẹ là đây cháu là ở dưới Hưng Yên, cháu đang làm thuê đi chở ga thuê cho ở chỗ nọ chỗ kia, hay là đưa mình về giới thiệu với gia đình, hoặc là một cái gì đó để mình thấy thực sự là tin tưởng. Thật ra thì bây giờ nam nữ mà yêu nhau thực sự, người ta cũng có thể quyết định là có quan hệ tình dục trước hôn nhân, nhưng với điều kiện thật sự tin tưởng, chắc chắn là hai bên đã có lời rồi, tháng sau là sẽ tổ chức đám cưới, mình cũng tin tưởng lắm, và hai đứa đang đi chụp ảnh cưới rồi, thậm chí còn chuẩn bị rất là nhiều thứ cho tương lai, thì cái chuyện là ngủ trước ngủ sau nó không quá quan trọng. Nhưng mà quen ở trên mạng người đấy, chú mới hỏi, bác mới hỏi là thế thì có biết chắc anh có vợ chưa, thì bảo chưa, căn cứ vào đâu mình biết chưa, nhiều anh chàng quá. Thực ra là có một số thông tin thì cháu biết là chắc chắn là chưa ấy, đúng là sao mà chưa. Rồi, chưa có vợ nhưng có chắc chắn người ta yêu mình không? Mà có chắc chắn là ngủ xong thì người ta vẫn yêu tiếp không? Cái đấy thì không chắc. Thì không chắc thì đừng bao giờ cho một ai đó mà biết rằng người ta được thỏa mãn xong người ta bỏ mình, thế thì còn cái gì mình giữ làm vốn nữa, đúng không? Đấy. Người ta xin với người ta gạ thì ai sẽ chả gạ, chả phải cái anh này, mà kể cả gặp một anh 34, 35, 37 mà anh ấy gần gũi uống cà phê, anh thấy mình trẻ trung xinh xắn, có khi anh cũng gạ là chả hiểu làm sao cứ ở bên cạnh em, anh thấy rất có cảm xúc, anh ước là được trao nhau trọn vẹn, vì đấy là biểu hiện tình yêu. Sẽ có nhiều người gạ, nhưng mà nếu mà mình cứ người ta gạ mà cũng cho thì chết nhá. Mà có khi là anh ta đâu có gạ riêng cô gái này đúng không? Đúng rồi, anh cũng đủ gạ được 20 cô, vượt được 5 cô là cũng ok rồi đúng không ạ? Rồi. Bớt ngây thơ đi nhá, cô gái trẻ nhá. Vâng ạ. Hy vọng là những lời tâm sự của chú Đinh Đoàn sẽ giúp ích cho bé ít nhiều nhá. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Rồi, chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hòa Bình. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối.
Xin chào một khán giả nam 50 tuổi gọi đến cửa sổ tình yêu từ Hòa Bình. Năm nay thì em 50 tuổi rồi nhưng mà em chưa xây dựng gia đình một lần nào. À thế à? Vâng. Quyết tâm bởi vậy à? Vâng, thì em cũng nghe cái câu các cụ ngày xưa để lại ấy là cha già thì con cọc ấy, thì em năm nay em định xây dựng gia đình rồi thì sau rồi em chỉ sợ là theo cái câu các cụ để lại là khi em bé nó không được thông minh ấy thì rồi. Nhờ chương trình tư vấn giúp cho. Rồi, thế là có mối nào chưa? À, cũng có rồi anh ạ. Thế à, thế là bà ấy bao nhiêu tuổi? Cũng hơn 40 một chút thôi. Trời ơi, thế đã có đẻ đái lần nào chưa? Thế đã sinh con lần nào chưa? Chưa. Thế à, cũng là gái tơ à? Nói chung là cũng có một đời rồi nhưng mà hạnh phúc không trọn vẹn nên người ta cũng chia tay ấy. Rồi, thế là có con riêng chưa? À, có một em bé gái rồi nhưng mà em bé lại ở với bố. À, thế thì chắc là con chuẩn bị lấy chồng rồi đúng không? Vâng, cũng lớn rồi. Thế chính xác là bây giờ bà ấy năm nay bao nhiêu tuổi? 45 tuổi ạ. Ôi trời ơi. Thế là mình lo là cái của mình nó không chất lượng để cho cha già con cọc hay là lo là bà ấy còn không để đẻ? À, nói chung về sinh sản thì bà vẫn còn nhưng em đang lo là em ấy sợ là mình không. Thôi thì bố thì 50 tuổi, thế nhưng mà chọn cái cô nào 25, 27 hay cùng lắm lại 30 chứ chọn bà 45 thì giờ khó lắm. Là như này anh ạ, nói tuổi tác nó cao rồi nên bây giờ mà tìm cái trẻ trẻ khó lắm. Thì à, rồi bác sĩ sẽ xem là nếu làm cha làm mẹ ở tuổi mẹ là 45, tuổi cha là 50 như thế thì có thuận lợi hay không nhá. Xin mời vâng chị Hoàng Thứ Hải ạ. Vâng ạ, xin chào bạn ạ. Vâng, em chào chị ạ. Ờ thế sao mãi đến tận 50 tuổi mới nghĩ ra là mình đi lấy vợ vậy? À, cũng thôi thì cũng nhiều cái vấn đề nó chi phối lắm chị ơi, nó cũng lật đật lắm nên là bây giờ em mới tìm được nửa của mình. Thế à? Ừ. Mình yêu bạn ấy lắm không? Dạ. Mình có yêu bạn ấy nhiều không? À, có ạ. Ừ. Yêu bạn ấy nhiều lắm hả? Và nhất định là muốn kết hôn với bạn ấy, muốn sống cùng với bạn ấy đúng không? Vâng ạ. Ừ. Thực ra thì chắc là về chuyện tình yêu thì mình sẽ không bàn ở đây. Nhưng mà một cái việc rất là quan trọng mà mình cũng rất là lo, đấy là việc có con đúng không? Vâng ạ. Về phía em ý, em 50 tuổi, nếu như mà sức khỏe của em tốt, sức khỏe sinh sản không có vấn đề gì trục trặc thì em vẫn hoàn toàn có thể có con bình thường nhá. Vâng ạ. Hay gọi là có con tự nhiên. Nhưng về phía bạn gái ấy mà mình vậy chuẩn bị kết hôn ý, thì bạn ấy 45 tuổi rồi, có thể kinh nguyệt của bạn ấy vẫn rất là tốt, rất là đều. Nhưng mà vậy ở cái tuổi này á, thì cái chất lượng trứng nó sẽ không còn được như là cái lúc 20 hoặc là lúc 30. Vì thế những người phụ nữ ở tuổi ngoài 40 lại còn 45 trở ra chẳng hạn, thì cái việc có thai tự nhiên đối với họ đã là khó rồi. Nó cái cơ hội nó không nhiều như là những cái người khác. Cái thứ hai nữa là kể cả các bạn nếu như có thụ thai được ở cái tuổi như thế này thì cái nguy cơ mà đối với mẹ và đối với thai nhi ở những cái người mà 45 tuổi trở ra ấy, thì nó rất nhiều nguy cơ có thể ảnh hưởng tới sự phát triển của thai nhi cũng như là ảnh hưởng tới sự phát triển của mẹ. Nhá, sức khỏe của mẹ. Vì thế mà nếu các bạn vẫn quyết tâm lấy nhau và bạn muốn là các bạn có con thì chắc chắn các bạn phải cần có sự hỗ trợ của y tế. Bạn thì cần phải làm cái xét nghiệm, về ít nhất là làm xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá xem số lượng và chất lượng tinh trùng của bạn như thế nào. Cái điều kiện để mà có thể có thai tự nhiên ở phía bạn nó có tốt hay không đã. Thế còn về phía cô vợ tương lai của bạn thì đòi hỏi phải khám xét rất là kỹ và xem là cái chất lượng trứng như thế nào, rồi các cái điều kiện khác về tử cung, về các cái cơ quan sinh sản, về nội tiết tố sinh dục nữ của cô ấy nữa. Tức là những cái điều kiện để có thai và những cái điều kiện để nuôi dưỡng thai nếu được là ở cô bạn này phải được khám xét rất là kỹ. Hay nói cách khác là phải rất cần sự hỗ trợ của cơ quan y tế nhé. Vâng ạ. Thì mới có thể đánh giá được khả năng cũng như là xem kết quả nó như thế nào.
Vâng. Rồi, thế nhưng mà theo tôi thì trước khi cưới là nên đi khám trước đi nhá. Vâng. Xem ngày chưa? Xem ngày cưới chưa? Em cũng chuẩn bị rồi anh ạ. Rồi, nhá. Vâng. Cứ khám tiền hôn nhân đi. Bình thường thì thanh niên nó đi khám, nhưng mà mình thôi trung niên đi khám cũng được. Dạ, em cảm ơn chương trình rất nhiều nha. Chúc anh các chị mạnh khỏe nha. Rồi, cảm ơn bạn đã quan tâm đến chúng tôi và gọi đến chia sẻ. Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu. Số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến từ Long An. Tại vì em nhà bạn gái của em cũng hơi xa với nhà em á. Nhà bạn gái ở Đồng Tháp. Thì tụi em cũng cố quen cũng một thời gian rồi. Rồi. Nhưng mà kiểu như em cũng tuổi đôi mươi nên nhu cầu cũng hơi cao á bác sĩ. Nên có lúc mà tụi em mà gần nhau á, có khi một lần em ra tới 4 đến 5 lần, không biết chuyên gia thấy vậy thì có quá sức không? Rồi, thế có định bao giờ thì tổ chức hôn lễ đấy? Có định không? Em tính chắc sang năm á. À, rồi, thế là cô ý thì bạn thì ở Cà Mau, làm ở Long An, còn cô ta ở Vĩnh Long, đúng không? Dạ. Cũng ba địa phương cũng không xa nhau lắm đúng không? Dạ, mà cũng tầm khoảng một tháng thì mới gặp mặt một lần, có khi khoảng 3 tuần à. À, thế cô ta thì đang ở đâu? Hiện tại cũng làm xa em. À, có cứ hai người làm xa nhau, thế là đâm ra là một tháng gặp nhau một lần thôi à? Dạ. Mà mỗi lần làm thì tranh thủ 4-5 lần, 4-5 cái một lúc đúng không? Dạ đúng rồi, tại cũng em thấy nó hơi nhiều nên không biết có ảnh hưởng sức khỏe không. Tại em thấy cơ thể em rất là bình thường. Rồi. Cũng không có mệt mỏi nữa. Thế sau mỗi lần là nghỉ bao nhiêu phút thì làm hiệp 2? Thì có khi 2-3 cái liên tiếp. Mới nghỉ tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng rồi mới thêm 1 cái nữa, hoặc 2 cái nữa. Trời. Khỏe thế chứ. 2-3 cái liên tiếp tức là không có khoảng thời gian nghỉ nào. Đến cái thứ tư thì mới nghỉ khoảng tiếng thôi. À có khi mà mới bữa mà sung thì được 3 cái liên tiếp. Trời, 3 cái liên tiếp. 3 cái là tính cái của bạn thôi, còn cô gái thì nó vẫn là 1 cái đúng không? thì cũng ra rồi xong cái đi vệ sinh này kia rồi cái mới vô làm tiếp. À rồi, thế là khỏe. Dạ. Chỉ số chiều cao cân nặng ra làm sao? Em tầm khoảng 72 thì 1m75 chiều cao cũng 72 cân đúng không? 1m75 dạ. To cao đấy, chắc là đẹp trai nữa đúng không? Dạ, tại em cũng hay chơi thể thao đá banh. À có chơi thể thao nữa, lâu giờ rèn luyện sức khỏe tốt, chơi 4-5 cái lúc không nghỉ hiệp nào đúng không? Dạ. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ xem tất cả những cái hành vi đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn hay không nhé. Xin mời mời chị Hoàng Thúy Hải ạ. Vâng, chị chào em. Dạ, chào chị. Bạn gái em bao nhiêu tuổi em? Dạ, bạn gái em bằng tuổi em. À, bạn gái cũng 26 tuổi hả? Và sang năm thì mình sẽ có kế hoạch là mình sẽ kết hôn đúng không? Dạ, đúng rồi. Hy vọng là lúc đấy thì mình kết hôn thì mình ở gần nhau thì cái đời sống tình dục của mình nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ đều đặn hơn chứ không phải như bây giờ. Đúng rồi. 3 tuần thì mình mới gặp nhau một lần. Thế và cái thời gian gặp nhau của em thì được bao nhiêu lâu? Dạ cũng khoảng 5-6 tiếng. Thế à? Dạ chị, có khi lâu hơn một xíu. Tại có khi tầm khoảng 2 giờ tới tối. 2 giờ đến tối xong. Thế là sáng hôm sau là chia tay nhau à? Hay là chia tay nhau ngay buổi tối đấy? Tới sáng. À thế à? Không. Buổi tối đó chia tay nhau luôn. À buổi tối chia tay nhau luôn. Thực ra thì bởi vì là các em còn đang rất là trẻ và em lại có cái sức khỏe khá là tốt bởi vì em có chơi thể thao nữa. Chính vì thế mà chị nghĩ là chắc là các cái hoạt động của cơ thể nói chung cũng như là của cơ quan sinh sản của em nó ổn. Thế cho nên là cái việc mình quan hệ với bạn gái 3, 4 hay là 5 lần và sau mỗi một lần như thế mình cảm thấy vẫn bình thường, cuộc sống không ảnh hưởng gì đúng không? Ngày hôm sau thậm chí là nghỉ ngơi ngủ tối hôm đấy thôi, còn sáng hôm sau mình dậy mình vẫn thấy bình thường, không ảnh hưởng gì đến chất lượng học tập hay là làm việc. Bạn gái cũng thế đúng không? Quan trọng là bạn gái có hát cùng với mình được không hay là chỉ được cũng cùng luôn.
Và bạn, bạn gái cũng rất là vui vẻ chứ cũng không có gì là áp lực đúng không? Dạ đúng rồi, bạn gái cũng chịu mà cảm giác như bạn gái cũng hợp với em. Ừ, thế thì tốt rồi. Mình bởi vì mình rất là lâu mình cho nên mình mới gặp bạn gái một lần. Vì thế chị nghĩ là lần thứ nhất có thể nó sẽ rất là nhanh. Chỉ một có khi là chỉ vài ba phút là nó đã kết thúc được cái lần thứ nhất rồi, đúng không? Đến lần thứ hai nên thì lần đầu nó nhanh vậy nên lần thứ hai nó vẫn còn đúng rồi, còn nguyên như vậy, nó không có xuống. Đúng rồi. Bao giờ cũng thế mà, vì nó đã dồn nén tích cực trong mấy tuần rồi cho mới đến mình mới được gặp bạn gái. Vì thế những cái lần thứ nhất với lần thứ hai thì gần như chỉ là để giải tỏa thôi, nó chưa đủ tỉnh để trở về đúng với cả cái bản chất thật của nó ấy. Thế cho nên là từ cái thứ hai cái thứ ba trở đi em thấy nó mới trở về bình thường. Ừ, thế không có gì là lo lắng cả nhá. Dạ. Tất nhiên là thế thì không có vấn đề gì. Vì mình còn đang rất là trẻ và mình thực cái tần suất mình gặp nhau nó không phải là nhiều ấy. Thế nhưng tất nhiên là sau này ví dụ mình kết hôn rồi thì nó sẽ không được như thế đâu. Chứ còn nếu kết hôn rồi mà cũng như thế thì chết. Khoa học lại. Nhiều quá là cũng ảnh hưởng sức khỏe. Em biết mà, đúng rồi. Chỉ sợ là mai mốt lấy nhau rồi đúng không rồi, duy trì không được, như thế như thế này đâu nhá. Chẳng qua là giai đoạn này là giai đoạn đang xa nhau, lâu lâu mới gặp nhau một lần, đâm ra hay tranh thủ thôi nhá. Mai mốt là có cuộc sống tình dục nó ổn định và đều đặn thì chắc chắn là nó sẽ trở vào quỹ đạo bình thường nhá. Đừng quá lo lắng, bây giờ mình đang có sức khỏe nhưng cũng đừng hoang phí cao quá nhá. Chào bạn, cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Quý vị đang theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, số điện thoại tổng đài 0243 826 2625 đang chờ quý vị kết nối. Xin chào một khán giả gọi đến chương trình Cửa sổ tình yêu từ Bắc Giang. Tôi muốn hỏi chuyên gia một chút. Dạ. Tôi năm nay là 63 tuổi rồi. Vâng. Tôi thì vợ con thì không có nhà, thế nhưng mà tôi thì hỏi chuyên gia một chút là tôi cứ thỉnh thoảng tôi cứ bị tự sướng ấy. Vâng. Nhiều thế thì liệu nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, chuyên gia? Vâng, anh năm nay 63 tuổi đúng không ạ? Vâng. Thế là chắc là vợ thì đi chăm cháu ở ngoại đúng không? Vâng. Thế ông ở nhà ông cứ buồn buồn thì ông toàn tự sướng đúng không? Thế là một tuần ông tự sướng mấy lần? Mỗi ngày 2-3 lần. Ôi trời, rảnh đến thế à? Ờ. Thế mà lần nào cũng thành công à? Ờ. Rồi. Nói thật hay nói giả vờ đấy? Nói thật đấy. Thế á? Thế thí dụ hôm nay 2-3 lần, thế ngày mai còn mấy lần? Hay là ngày mai thì thôi luôn? Cả ngày nào không, ngày nào cũng có. Rồi. Thế bây giờ là ở nhà với ai? Hai lần. Anh hiện tại đang ở nhà với ai? Con cháu nhà mình. Một mình thôi. Ờ, thế cơm nước không? Có cơm nước thì tự thổi nấu thì không? Ờ, có tự nấu được. Rồi. Một mình thì cũng hơi buồn nhỉ? Buồn. Đấy, bà nhà nó thì là đi chăm cháu ở tận đâu? Cách đấy xa không? Xa lắm, tỉnh trong thành phố Hồ Chí Minh cơ. Thế à? Sao không ông không di chuyển vào đấy ở cùng với bà ấy? Nói chêu nhà tôi đi nước ngoài không có nhà. À, thế à, bà đi bao nhiêu năm rồi? 4 năm nay rồi. Thế là đi sang con cháu ở bên ý à? Hay là sang lao động? Không, tôi vẫn ở nhà với cháu, nhưng mà nhà trông cháu, thế nhưng mà bà đi nước ngoài không có nhà. Bà đi nước ngoài đi lao động, xuất khẩu lao động hay là đi sang người thân ở bên ý? Đi làm ô xin. À, đi làm ô xin. Thế là năm nay bà ấy bao nhiêu tuổi rồi? Bà năm nay 57, 58 rồi. Rồi, ông thì 63 đúng không? Mà ông thì bà đi xa thế là ông toàn tự sướng thôi chứ ông không bỏ tiền ra ngoài đúng không? Không thích đúng không? Chỉ thích mỗi bà, bà ở xa em ra là mình cứ toàn có những hành vi như vậy đúng không? Ừ. Anh Đinh Đoàn thì sẽ thực sự làm như thế nhiều thì nó có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không? Vâng, ông, chào anh ấy. Ông còn anh còn sức mà làm được như thế là tốt quá rồi. Và bây giờ thì anh Đinh Đoàn cũng là trạc tuổi anh thì anh sẽ chia sẻ với anh nhá. Xin em mời chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Vâng, chào anh. Vâng, chào Đinh Đoàn nhá. Vâng. Trước hết là chúc mừng anh vì là anh còn khỏe. Nhiều người mới có 55 hay 50 là vợ đã kêu là cả tháng chả được một lần.
thậm chí là được vài phút đã xong rồi, bị coi thường lắm. Vâng, nhưng mà tuổi anh mà 62, 63, thực ra thế này này, cái sức khỏe tình dục này là một trong dấu hiệu của cái sức khỏe chung. Người phải khỏe thì nó mới có cái hăng hái, mới ham muốn được. Chứ mà bây giờ tiểu đường, mỡ máu, rồi gút, rồi suốt ngày ngậm thuốc, rồi là rồi đi còn chả ra hơi, nói không ra hơi thì chắc chắn nó cũng chẳng sẽ chẳng chả có cái ham muốn nữa. Nhưng mà việc của anh mà có ngày làm được mấy 2-3 lần thì điều ấy chứng tỏ được sức khỏe tốt. Đấy là điều mà anh phải giữ gìn, rất là tốt thôi. Cái việc thứ hai là không có cái ai đánh giá sức khỏe của bản thân bằng chính bản thân mình. Sau mỗi lần, thực ra này, thủ dâm hay là gọi tự sướng cũng là một hành vi quan hệ tình dục. Chỉ có điều người ta gọi là tình dục một mình thôi ạ. Tức là tự sướng mà. Thì cũng giống như là mình quan hệ với một người khác, cũng xuất tinh, cũng lên cao trào, mình cũng đạt được khoái cảm, thì đúng là quan hệ tình dục. Và cái thước đo của cái việc là còn được hay không, đó là sau khi quan hệ mà không mệt mỏi, không thấy hoa mắt, chóng mặt, không làm được một cái thì nằm cả ngày, cơm không muốn ăn. Cái đây anh vẫn khỏe mạnh, đi lại, nói sang sả, nghĩa là không có vấn đề gì nhá. Vâng. Thật ra tôi cũng hay sinh hoạt với các câu lạc bộ của những bác lớn tuổi ấy. Tôi vẫn hướng dẫn các bác ấy tự sướng. Còn hơn là nhiều người không biết cách tự sướng, cho vợ cũng đi làm ăn xa hoặc là đi bế con bế cháu ở xa, mình thì còn sức khỏe, thế xong rồi lĩnh được đồng lương hưu thì đi linh tinh ở ngoài, rước bệnh rước tật vào bản thân, hoặc là có người thì lại đi không kiềm chế được mà lại không biết tự giải tỏa cái nhu cầu của mình, đi gạ gẫm những cái cháu ít tuổi. Đã có những ông mà bị phạm lỗi, bị bắt vì tội là xâm hại trẻ em. Thế xong rồi trước vành móng ngựa thì ông nói là do không kiềm chế được cảm xúc, thì hứng quá rồi cuối cùng làm liều. Thế thì tôi mới nói là như anh thế là rất là tốt. Tốt cả cho sức khỏe, được lưu thông máu huyết. Thứ hai là cũng ngăn ngừa cái việc mình làm liều. Đúng không? Rất tốt nha. Cơ bản lắng nghe theo dõi sức khỏe một chút. Với cái thứ hai nữa là nếu mà mình rảnh rỗi mà cứ hơi một tí này không có việc, cứ lôi cổ nó ra mà bóp thì nó cũng khổ. Thế thì giá anh tham gia thêm những cái câu lạc bộ dưỡng sinh hay là đi đạp xe đạp với các cụ ở trong khu ấy, thì nó cũng mình xả bớt năng lượng sang những cái hoạt động khác, chứ đừng có nhằm vào mỗi chiến đấu với nó. Tất nhiên là nó khỏe thì là tốt rồi, thế nhưng mà bí quá thì mới làm nó thôi, còn lại thì đánh cờ đánh kiếc, đạp xe đạp, rồi tham gia các hoạt động với nọ kia đi thì nó cũng giải tỏa bớt đấy mà. Giống như là người phụ nữ, người ta cũng khuyên rằng là đêm mà chồng đi xa mà nhớ chồng quá thì dậy gánh nước, là rồi bơm nước từ giếng khoan lên cho nó đầy bể, xong lại tháo đi, mục đích là để cho xả năng lượng vào đấy. Thế nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không ạ? Có ảnh hưởng nhiều là khác, và ảnh hưởng như thế nào thì bác sĩ Hoàng Thúy Hải sẽ tâm sự với anh nhé. Vâng ạ, vâng. Chào anh ạ. Vâng, chào chị. Vâng, tôi cũng nghe câu chuyện của anh với cả anh Văn với cả anh Đoàn rồi ạ. Đúng là cái quan hệ tình dục nó cũng là một cái chỉ số để đánh giá về mặt sức khỏe của một người. Tuy nhiên thì ở trường hợp như của anh ý, vì là nó không được bình thường vì chị nhà mình lại đi vắng ạ. Thế có điều là anh lưu ý một chút. Thứ nhất là mỗi một lần anh, đây cũng gọi như là một hình thức quan hệ tình dục. Hay nói cách khác là anh cũng phải lên cao trào, anh cũng phải xuất tinh. Và từ khi anh bắt đầu có kích thích vào cơ quan sinh dục cho đến lúc anh xuất tinh, thì các cái cơ quan ở trong cơ thể, đặc biệt là hệ tim mạch, hệ hô hấp, hệ tiết niệu là hoạt động tăng lên gấp đôi. Tức là công suất của nó tăng lên gấp đôi. Nếu anh duy trì cái tình trạng này trong một thời gian dài nữa, thì cùng với sự lão hóa của cơ thể khi anh bước vào cái tuổi nhiều hơn, thì nó sẽ không tốt cho anh ạ. Cái thứ hai nữa mà tôi muốn lưu ý anh ở đây, đấy chính là gì ạ? Anh có thể bị nghiện. Nghiện cái sách này. Giống như là anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải cũng đã chia sẻ, nào là chơi cờ này, đạp xe này, rồi là tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh, các cụ trong làng, trong thôn, trong xóm. Và như thế nó sẽ phân tán cái mối quan tâm của mình đến các việc khác. Và như thế nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Chứ mà một ngày 63 tuổi, một ông già 63 tuổi, một lần chăm bóp cổ nó 3 lần như thế thì đúng là cổ nó từ từ nó gãy đấy nhá. Không nên. Anh hiểu chưa? Nha.
Anh đã nghe rõ rồi chứ? Vâng, vâng. Cảm ơn nghe chương trình. Chào anh. Và rất là vui khi anh quan tâm và theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi. Và hy vọng là anh sẽ tiếp tục là khán giả thường xuyên của chương trình. Xin chào anh nhé. Cảm ơn các chuyên gia. Thưa anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải, rõ ràng là cái vấn đề mà quan hệ tình dục đối với người lớn tuổi là rất quan trọng. Những điều tiết nó như thế nào để phù hợp với sức khỏe của mình thì lại là quan trọng hơn rất nhiều. Chứ không phải cứ hứng lên là ông lôi cổ ra ông bóp thế là chết. Trước hết thì phải nói rằng là qua một vài cái cuộc gọi của các bác lớn tuổi vừa rồi thì nó đều nói lên một vấn đề là thực ra tình dục nó là một thứ rất là quan trọng đối với kể cả những người lớn tuổi. Vâng. Đôi khi từ trước giờ vẫn nghĩ rằng là có con rồi, bây giờ có cháu rồi, là lên ông lên bà rồi thì nghĩ gì đến chuyện đấy. Mà rất nhiều người nghĩ như thế, đặc biệt là phụ nữ. Thì đấy là một thứ mà chúng ta cần phải nhìn nhận lại. Cơ thể mà còn nhu cầu thì đấy, mình cứ gọi chung là tình dục nó một món quà mà Thượng Đế cho. Có điều là thì cố mà ăn, ăn làm sao cho nó ngon lành, nó đừng, nhưng mà nó phải có khoa học một tí thôi, đúng không? Rất là mong được các cái khán thính giả nữ lớn tuổi đấy, qua trường hợp này thấy ông cứ bỏ đi hết, bế cháu người khác cho đến đi làm ô xin ở Đài Loan, Hồng Kông ở đâu đó, xong ở nhà thì cứ để cho ông như thế này thế này. Bác này là bác ấy còn khá đấy, bác ấy chỉ nghĩ đến là bác nghịch của mình thôi chứ không phải lại bỏ tiền ra bác đi ra rồi bác ấy con được đồng lương hưu, lại tháng đi 3 lần, xong rồi về lại cứ hết lép nọ cho đến ngủ kia thì cũng còn chết, còn nguy hiểm hơn nữa. Hoặc là thậm chí có những người là lại còn cặp bồ cặp bịch, xong rồi rước người nọ người kia về nhà, phiền phức lắm. Cho nên là ở đây có lẽ là mong muốn là hội người cao tuổi cũng nên có những chuyên đề cho các bạn sinh hoạt, chia sẻ với cái chuyện nó là một nhu cầu chính đáng, không ăn cắp ăn trộm chả vi phạm pháp luật gì, nhưng mà làm thế nào để hòa hợp với đối tác. Thậm chí nếu như trong trường hợp nó không hòa hợp thì cũng phải có kiến thức là tự xử thì xử như thế nào chứ, đúng không? Nhưng mà xử đến một ngày mà cụ 63 tuổi một ngày 3 lần như thế là rõ ràng không hợp lý. Bởi vì mỗi lần có hành vi ý thì nó sẽ như chị Hải có nói, tức là huyết áp lại tăng lên, rồi tim mạch rồi nó cũng có thể ảnh hưởng này. Rất nhiều thứ ạ. Tất nhiên là mình cũng hoàn toàn đồng ý với nhau là cuộc sống có cái đó thì nó rất là tốt, đúng không ạ? Kể cả trong vấn đề về hạnh phúc gia đình cũng thế. Với những người lớn tuổi thì nếu duy trì được cái việc đó và nó phù hợp với hai bên, quan trọng phải phù hợp với hai bên anh ạ. Thì nó là một cái yếu tố nó thăng hoa cho cuộc sống rất là tốt. Hay nói cái khác, nó cũng là một cái để duy trì cái hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên thì tôi thấy là ví dụ chúng ta phải, cho dù nó tốt đến mấy đi chăng nữa thì nó vẫn phải phù hợp với tuổi tác, phù hợp với sức khỏe, phù hợp với thực tế. Kể cả nếu như cái bác trai này mà có bác gái ở nhà, đây là may, thôi tôi cũng nói là may bác ấy đi nước ngoài, chứ còn nếu bác ấy ở nhà mà một ngày bác trai mang ra 2-3 lần thì chắc là bác gái này cũng xin chào và hẹn không hẹn gặp lại. Đúng không ạ? Vì thế mà mình cũng phải có kỹ năng là một chuyện, cái thứ hai mình cũng phải có kiến thức. Tôi cũng không biết là bác ấy có nói thật hay không, nhưng nếu mà duy trì với một người 63 tuổi mà một ngày 2-3 lần như thế, một tuần 2-3 ngày, thì tôi sợ là nó là vấn đề nó nghiện. Và điều đấy thì hoàn toàn không tốt một chút nào cho sức khỏe. Thực ra thì với các bạn thanh niên 25-27 tuổi mà chưa có gia đình, chưa có vợ con, chưa có người yêu đi chăng nữa, thì cái chuyện mà mặc dù là các bạn lại có sức khỏe nhưng cái hành vi đó thực hiện 2-3 lần một ngày cũng là bất hợp lý rồi, đúng không chị? Vâng, hoàn toàn nó bắt cơ thể mình gắng sức trong những cái hoạt động như thế rất là nhiều, và nếu trong thời gian dài thì đấy là những cái hành vi nó không có lợi một chút nào cho sức khỏe. Và hy vọng những chia sẻ vừa rồi về hành vi quan hệ tình dục của người lớn tuổi do anh Đinh Đoàn và bác sĩ Hoàng Thúy Hải chia sẻ sẽ giúp ích cho quý vị khán thính giả đang nghe đài rất là nhiều, và từ đó thì sẽ có cái hành vi điều tiết một cách hợp lý nhất có thể. Và bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình Cửa sổ tình yêu của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán thính giả trong các chương trình sau. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa sổ tình yêu, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 để chúng tôi thiết kế một cuộc tư vấn miễn phí dành cho quý vị.